Tới đó cậu biết siêu nhân của Việt Nam mình là ai? Tớ chỉ biết người nhện, người sắt, người dơi là siêu nhân thôi, nhưng mà lại không của Việt Nam. 3 tuổi đã vụt lớn thành tráng sĩ, 3 tuổi đã biết đánh giặc và đánh thắng giặc Ân. À, thánh giống, siêu nhân Made in Việt Nam. Hay mình diễn trò thánh giống đánh giặc Ân đi. Tớ sẽ là thánh giống. Không, tớ hợp hơn. Em bé tuổi nhất, các anh phải nhường vai thánh giống cho em chứ. Con gái sao đóng thánh giống được. Tráng sĩ chỉ có thể là tớ mà thôi. Ngày xưa, tại làng giống, có bà mẹ ứng thử vết chân lạ trong rừng. Bà mang thai rồi sinh ra cậu bé, đặt tên là Giống. Giống lên 3 tuổi mà vẫn không biết nói cười, đặt đâu nằm đấy. Mẹ buồn lắm nhưng vẫn yêu thương Giống. Loa loa loa, giặc Ân xâm phạm bờ cõi nước ta. Đức vua tìm người tài giỏi đánh giặc cứu nước. Loa loa loa. Bỗng nhiên cậu bé Giống đang ngủ liền bật ngồi dậy, dụi mắt rồi đứng lên. Mẹ ngỡ ngàng nhìn Giống, Giống chạy xa vào lòng mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy mời sứ giả vào đây cho con. Con ơi, sứ giả tìm người tài giỏi đánh giặc không phải việc của trẻ con. Mẹ ơi, mẹ hãy tin con đi. Mẹ Giống nghe theo con lật đật chạy ra mời sứ giả vào nhà. Giống ngồi trên giường, sứ giả nhìn Giống không chớp mắt. Giống liền đứng lên tiến về phía sứ giả. Nhà ngươi hãy về tâu với đức vua, đúc cho ta một con ngựa sắt, một áo giáp sắt, một chiếc nón sắt và một chiếc roi sắt. Ta thề sẽ đánh tan lũ giặc Ân này. Sứ giả cúi đầu chắp tay vui mừng cáo biệt hai mẹ con Giống. Lạ nhỉ, bằng tuổi Giống bọn mình chỉ biết chơi đồ chơi, chẳng ai đòi vũ khí đi đánh giặc cả. Tớ chỉ biết đòi ăn thôi nên giờ mới ụt ịch như thế này. Cảnh tới đúng là cảnh dành cho tớ rồi đấy. Tại nhà Giống, nhiều người mang đến cho Giống thêm phần thức ăn. Người quả ổi, người quả khế, người rổ khoai, bắp ngô. Giống lần lượt ăn hết, uống hết thức ăn dân làng mang đến. Đúng lúc đó, sứ giả mang ngựa sắt, nón sắt, giáp sắt, roi sắt. Sứ giả kinh ngạc nhìn Giống đã lớn lên rất nhiều so với lần gặp trước. Vẻ mặt ông nhìn bộ đồ giáp sắt lo lắng. Đây chính là cậu bé Giống 3 tuổi hôm trước sao? Chính ta đó! Giống cầm roi sắt lên, cầm hai đầu bẻ thử, tách, roi sắt gãy đôi. Giống đội mũ, mặc giáp, tất cả đều không vừa với thân hình to lớn của Giống. Giống cầm ngựa sắt lên, nhấc chân bước qua ngựa rồi ngồi xuống, ngựa sắt gãy làm đôi. Sứ giả thấy vậy, sợ hãi run lên bần bật. Xin tha tội, tôi về sẽ tâu lại với đức vua, đúc ngựa sắt, giáp sắt, nón sắt, roi sắt to hơn, mạnh hơn. Vài ba cái trở thành tráng sĩ cao lớn. Giống lần lượt thử đồ sứ giả mang đến như lần trước. Tất cả đều rất cứng và mạnh, vừa vặn với thân hình khổng lồ của Giống. Giống lên ngựa và ngựa hí vang. Giống khoái lại mẹ rồi phi ngựa chạy ra khỏi nhà, tiến ra phía giặc Ân. Giống phi ngựa xông thẳng đến quân giặc, rồi tre quật ngã chúng tên bời. Giống nhìn thấy tướng giặc, ngựa phi thẳng đến. Tên tướng giặc Ân độc ác kia, hãy cút khỏi bờ cõi nước ta, ta sẽ tha chết cho. Tên tướng giặc vẫn đứng im. Người vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng, ta sẽ cho ngươi nếm mùi roi tre. Đi quên, roi sắt. Giống một liên hồi vào tướng giặc, cắt, roi sắt gãy. Giống liền quay đầu nhổ tre cạnh người bụi hút mạnh vào tướng giặc. Mình tướng giặc ngã gục. Hoan hô tráng sĩ Giống, hắn giặc rồi, hoan hô. Giống phi ngựa như bay trở về nhà mẹ Giống. Mẹ nhìn thấy Giống vui mừng, xúc động. Giống xuống ngựa bái lại mẹ. Giặc Ân con đã dẹp xong, đất nước đã thanh bình trở lại. Con xin phép mẹ cho con được bay về trời. Trên đỉnh núi, Giống cởi áo giáp sắt, nón sắt, rồi cùng ngựa bay về trời. Ngày nay, đền Phù Đổng hay còn gọi là đền Giống, thờ Thánh Giống Phù Đổng Thiên Vương nằm ở xã Phù Đổng, Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Đền Phù Đổng còn được gọi là đền Thượng, tương truyền được dựng trên nền nhà cũ của Thánh Giống bên trong đê sông Đuống. Còn đền Hạ, thờ mẹ của Thánh Giống nằm ngoài đê, gần nơi được cho là có dấu chân khổng lồ mà bà đã ướm thử rồi sinh ra Thánh Giống.